mà mình vừa mới học được ở trong khóa học trí nhớ siêu đẳng do thầy Nguyễn Phùng Phong giảng dạy. Chúng ta cùng bắt đầu nhé. Mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách để mà chuyển các dữ liệu như là các công thức toán lý hóa, rồi là các từ ngữ, chữ số biến thành hình ảnh để cho dễ nhớ hơn. Tại sao ạ? Chúng ta cùng bắt đầu đi vào việc giải thích tại sao phải chuyển các dữ liệu như vậy thành hình ảnh. Đầu tiên, não bộ của chúng ta chia ra làm hai phần là bán cầu não trái và bán cầu não phải. Bán cầu não trái sẽ ghi nhớ các thông tin bao gồm là công thức toán lý hóa, rồi các chữ cái, chữ số. Còn bên bán cầu não phải thì sẽ ghi nhớ các thông tin liên quan đến nhịp điệu, các màu sắc, hình ảnh, rồi là cảm xúc và trí tưởng tượng. Các bạn hãy tưởng tượng là não bộ của chúng ta giống như một chiếc bình có lỗ ở dưới đáy vậy, có vào thì phải có ra. Các hình ảnh, màu sắc, các cục đá như thế này đại diện cho các hình ảnh, màu sắc mà bán cầu não phải của chúng ta ghi nhớ. Còn những hạt cát này là đại diện cho các công thức toán lý hóa, các từ ngữ, các chữ cái mà chúng ta ghi nhớ ở bên bán cầu não trái. Vậy thì các bạn có thể thấy là cục đá sẽ không bị lọt ra ngoài lỗ này, nhưng mà cát thì có, tại vì những hạt cát rất là nhỏ, còn các cục đá thì rất là to, giống như là những màu sắc hình ảnh mà chúng ta có thể ghi nhớ dễ dàng hơn rất là nhiều so với những hạt cát, so với những công thức toán lý hóa các chữ cái, chữ số là các hạt cát như thế này. Vậy thì làm sao để chúng ta có thể chuyển các dữ liệu, các hạt cát này, tức là các hạt cát như thế này chuyển thành hình ảnh? Làm sao để chúng ta có thể nhớ thông tin lâu hơn mà thông tin không bị tràn ra ngoài? Chúng ta có thể làm cho các hạt cát này dính vào các cục đá, cũng như việc là chúng ta làm cho các công thức toán lý hóa, các từ ngữ, các chữ cái, các chữ số chuyển thành hình ảnh. Như vậy chúng ta sẽ có thể nhớ lâu hơn, không bị hiện tượng học trước quên sau, hay là ngồi học lâu trước bàn mà không thể nhớ được bất cứ điều gì. Và mình sẽ chia sẻ với các bạn một trong những cách mà mình thích nhất để có thể ghi nhớ các thông tin, các dữ liệu lâu hơn là chuyển chữ cái, 26 chữ cái từ A đến Z thành hình ảnh. Mình sẽ hướng cho các bạn cả về tiếng Việt lẫn tiếng Anh. Ví dụ tiếng Việt có chữ A, B, C, còn chữ tiếng Anh là A, B, C. Tiếng Việt thì chúng ta có thể chuyển chữ A thành cái áo hoặc cái ao. Nhiều bạn sẽ liên tưởng đến, khi mà nghĩ đến chữ A các bạn sẽ nghĩ đến cái áo. Giống như mình khi mà nhìn vào chữ A mình sẽ nhìn thấy ngay là cái áo. Tương tự như chữ B là mình nhìn chữ B mình sẽ liên tưởng ngay đến quả bóng. Và tương tự với chữ C, chữ cờ thì mình nhìn vào chữ cờ mình sẽ liên tưởng đến cái cúc áo mà chúng ta hay dùng để cài áo. Đối với tiếng Anh thì A, B, C lần lượt là mình sẽ liên tưởng là chữ A là apple, quả táo. Phần B là trái bom, bomb, trái bom đấy ạ. Còn C là computer, là cái máy tính ạ. Như các bạn có thể thấy, chúng ta ghi nhớ hình ảnh sẽ nhanh hơn rất nhiều so với ghi nhớ các chữ cái như thế này. Chúng sẽ khó nhớ hơn nhiều, có phải không ạ? Và chuyên mục mình chia sẻ kiến thức đến đây là kết thúc rồi. Mong các bạn ủng hộ cho mình. Cảm ơn vì đã xem video.